Kính mời quý vị theo dõi bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày được phát sóng hàng tuần trên kênh VTC16. Chương trình có sự đồng hành của Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin toàn cảnh về sâu bệnh và dịch hại hàng tuần, cũng như khuyến cáo kịp thời của các cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật để bà con có đầy đủ thông tin, kiến thức bảo vệ cây trồng. Tuần này thời tiết miền Bắc phổ biến có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Hiện nay thì ngô đông đang giai đoạn cây con cho đến 5 đến 9 lá với diện tích khoảng 42.000 ha, trong đó thì có tới 380 ha bị sâu keo mùa thu gây hại trên diện hẹp với mật độ phổ biến từ 1 đến 3 con 1 m2, nơi cao là từ 5 đến 7 con 1 m2 và cục bộ là từ 10 đến 20 con 1 m2. Tương tự thì thời tiết tại các tỉnh Bắc Trung Bộ tuần này sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần phải đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Toàn vùng cũng đã gieo trồng được 18.500 ha ngô đông ở trong giai đoạn gieo xoáy nõn. Trong đó thì sâu keo mùa thu gây hại 48 ha và tăng đến 7 ha so với tuần trước. Và cùng lúc đó thì 35 ha cũng đã bị chuột cắn phá, tăng 7 ha. Để phòng trừ các đối tượng gây hại này, bà con nông dân sẽ cần phải tiếp tục triển khai diệt chuột trên diện rộng nhằm hạn chế mật độ chuột hại trên cây vụ đông. Với cây ngô giai đoạn ngô từ 5 cho đến 9 lá thì bà con sẽ cần phải phát hiện ổ trứng để ngắt tiêu hủy. Bên cạnh đó thì cũng có thể sử dụng tro bếp hoặc là nước xà phòng loãng đổ vào nõn ngô diệt sâu non. Sử dụng bẫy dính màu vàng có pheromone giới tính, bẫy bả chua ngọt hoặc là bẫy đèn để diệt trưởng thành. Trên cánh đồng trồng ngô, cần phải trồng xen một số diện tích cỏ voi, ngô nếp sớm hơn so với thời vụ chung để dẫn dụ trưởng thành đến đẻ trứng. Sử dụng bẫy diệt trưởng thành, ngắt ổ trứng và phun trừ sâu non trên các diện tích bẫy cây trồng. Và trong trường hợp phải phun thuốc bảo vệ thực vật thì bà con lưu ý sẽ chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục đăng ký được khuyến cáo sử dụng trên cây ngô. Chuyển sang thời tiết tại khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thời tiết tại đây ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Lúa vụ mùa đã xuống giống được 81.000 ha và đang trong giai đoạn đẻ nhánh đồng trỗ. Các diện tích lúa đang cùng lúc bị hai đối tượng bệnh hại, đó là bệnh đạo ôn lá với 700 ha nhiễm, tỷ lệ bệnh phổ biến từ 5 đến 13% và bệnh đạo ôn cổ bông với diện tích nhiễm là 38 ha, tỷ lệ bệnh phổ biến từ 3 đến 6%. Nông dân cần phải thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện bệnh. Ngoài ra thì cũng cần phải chú ý là bệnh đạo ôn cổ bông gây hại lúa trong giai đoạn đồng trỗ. Nếu như thấy bệnh chớm xuất hiện, cần phải ngưng bón đạm ngay và không để ruộng bị khô nước. Còn nếu như bệnh bùng phát thì cần phải sử dụng các loại thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, không phun kèm phân bón lá với thuốc trừ bệnh khi lúa đang bị bệnh. Và bà con lưu ý sẽ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng. Cuối cùng sẽ là khu vực Nam Bộ với thời tiết trong tuần phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa. Hiện tại thì toàn vùng lúa thu đông mùa năm 2023 đã xuống giống được 880.000 ha. Cây lúa tập trung ở nhiều giai đoạn, mạ, đẻ nhánh, đồng trỗ, chín và thu hoạch. Ngoài ra thì lúa đông xuân 2023-2024 đã xuống giống được 180.000 ha, lúa đang ở giai đoạn mạ đẻ nhánh, đồng trỗ và chín. Trong đó thì có tới 5.400 ha lúa mắc bệnh bạc lá. Để ngăn chặn sự phát triển của bệnh bạc lá, điều cần làm trước tiên là bà con sẽ cần phải thăm đồng thường xuyên, đặc biệt là từ giai đoạn lúa làm đồng cho đến trỗ để theo dõi chặt chẽ tình hình phát triển của bệnh trên ruộng lúa nhằm có biện pháp xử lý kịp thời và hữu hiệu ngay khi bệnh mới chớm xuất hiện. Giai đoạn bón phân đón đồng không nên bón thừa phân đạm, bón bổ sung thêm các loại phân có chứa canxi và silic để tăng sức đề kháng cho cây, giúp chân lúa cứng chắc hơn, hạn chế tạo vết thương. Quan sát ruộng lúa thật kỹ, khi ruộng bị nhiễm bệnh bạc lá thì ngưng ngay việc sử dụng phân đạm. Bà con phun phân bón lá có chứa hàm lượng cao và chất kích thích sinh trưởng, luôn giữ đủ nước ở trong ruộng. Có thể bón vôi với lượng là từ 25 đến 30 kg trên 1.000 m2 nhằm hạn chế khả năng phát triển và lây lan của vi khuẩn trên diện rộng. Khi bệnh xuất hiện, có thể phun thuốc đặc trị bệnh bạc lá, áp dụng nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc để đảm bảo hiệu quả sử dụng thuốc. Bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày của kênh VTC16 đến đây là hết. Cảm ơn Cục Bảo vệ Thực vật đã đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.